Theo Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương, hàng nghìn người Việt nhiễm giun từ thú cưng mỗi năm. Nhiều trường hợp bị ký sinh trùng chui vào da, gan, não, gây hậu quả nghiêm trọng. Bệnh viện Đặng Văn Ngữ là cơ sở chuyên khoa điều trị về bệnh ký sinh trùng, côn trùng tiếp nhận 15.527 ca trong năm 2023. Còn cả nước ghi nhận khoảng 30.000 người nhiễm bệnh trên. Các ca nhiễm giun đuôi chó mèo đang bùng nổ. Nguyên nhân là người bệnh thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng thú cưng hoặc là quá trình ăn uống, vệ sinh cá nhân không đảm bảo. Ấu trùng giun đuôi chó mèo đặc biệt gây ngứa ở da, khiến nhiều người nhầm lẫn với các bệnh da liễu dị ứng. Người bệnh ngứa dữ dội, tổn thương, nhiễm trùng trên da nhiều năm, điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không khỏi.